Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, đời xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sông vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa thỉnh thoảng đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Đôi, có xui không? Bài xấu thì ghét hả? À, con nào ăn được là bị đuôi giật hả? Bà ơi, bà. Chết rồi, ông còn nhà tôi về tới. Làm gì đây? Lấy bài bạc hả? Thôi mà chú Cò Hương, tụi tôi lỡ đậu con chến mà. Chến này có rồi sang chến khác. Được rồi, tôi cho bốn người vô trong khám mà tiếp tục đánh. Tôi không có gì nể ai đâu. Thôi mà ba thằng Nhân, ở đây là những người quen thuộc, đã lỡ ăn thua một chén mình cũng nên nể nang. Tôi bảo bà dẹp, bà có nghe không? Chồng làm con, vợ trước cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng đã gầy xong rồi nè. Bà tưởng đâu tôi chết ở bureau rồi ha, cho nên bà mới lỏng như vậy ha. Tôi chưa chết đâu bà, tôi phải sống cho sống để đợi tắm ở nhà. Hạ lệnh lột lon rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở chí hoàng. Có đại tôi liền gặp gì đâu, chỉ đậu trên để mua vui. Tôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng xẹt, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bán mà giam ngay. Thần là tôi tới đây có công việc, rồi vì tình thiếm ai ngồi lại cho đủ tài. Ôi bản bài mà thiếu gì chủ chứa để lấy xong. Chỗ nào chỉ đi tôi bắt cho chị coi, quận này mới thành lập tôi phải từ đi cho tiệc cái nạn cờ bạc mấy dầm. Chúa mà từ tiệc thì tôi xin bái phục. Bà Nhân à, có chuyện gì mà về sớm vậy? 9 giờ này tôi phải đi công việc cho tới 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, tôi có chuyện dùng. Mình đợi ở đây để tôi đi lấy. Chú Cò Hương à, dù sao vợ chồng tôi với chú cũng là người ơn nghĩa mà. Ơn nghĩa nó cũng có phần chứ, nhưng mà chuyện bài bạc chị hãy chấm dứt hôm nay đi, vì tôi không thể để tình cảm chen vào luật pháp. Ôi cờ bạc ai dạy gì đem trước mặt ông cò mà đánh. Tôi nói thiệt với chú là tôi đánh bài lô bù à. Kỳ này tôi xui tôi mới gặp chú đó chứ. Tại vì bữa nay tôi đến đây hỏi chú dạy về pháp luật. Chị có ấm ức đều mà chi thì chị cứ nói quịch tẹt ra đi. Bởi bà sắp nhỏ tôi bây giờ ông sanh là thật. Tôi đã sắp xỉ năm 10 mà lại đắt vợ 1 vợ 2 nữa. Ôi đàn ông nào mà không có chút đỉnh lằng bằng, giá lại hoàng hôn sắp mới tàn thì nắng phải trói vàng. Chị hãy kiên nhẫn đi, cần gì thân pháp mơ lưng. Hãy hết món tàu món tây thì họ lại thèm con mùi ca kho. Ôi chú là đàn ông nên chú mới binh vực đàn ông. Tôi càng đi tội tình chi mà chỉ tự giận. Còn con hồng con thu chúng nó đều còn thờ dây. Chỉ mà nhắm mắt xuôi tay rồi chỉ bỏ tụi nó lại cho ai. Mà
sao chị chắc là anh Sang có vợ nhỏ? Tôi đâu có nói dốc với chú. Con Thơ hồi trước á, nó là thơ ký riêng của ông, làm việc trong hát nhà tại phòng riêng của nó. Tôi bắt gặp một lần, ông cứ đèo theo nên tôi đã tính ghen một trận nên thân. Vậy mà nay nó chưa chịu buông tha ông già dịch. Bây giờ chị tính sao mà đến nhờ thầy tôi? Tôi muốn đầy thơ ông tội bỏ với gia đình. Chú xử sao cho ông thôi con đó để quay về. Chị muốn thơ thì phải con đơn và phải có đủ chứng tăng. Nếu anh xa đi việc hơn 30 ngày tròn thì mới đủ thời gian để buộc tội anh. Như vậy là không được rồi. Một tuần lễ ông về nhà tới lần. Như vậy là chưa phải tội bất cố cư sở hôn nhân. Thì tôi thưa ông về tội mãi dâm. Ủa không phải, thưa con nhỏ đó về tội mãi dâm. Thì chị thưa con nhỏ đó có ăn thua gì tới anh? Tôi thưa tội gì sao chú không nói anh biết đó làm sao? Quả chăng là chị thưa ảnh về cái tội phạm gian. Thưa, tôi thưa ông về tội đó đó. Nè nè, mà chị nên nhớ điều này. Nếu có đơn thưa của chị thì chiếu theo luật gia đình ảnh phải bị tù. Chừng đó tôi dĩ không được à? Chú mà vậy ổng ma tôi thưa chú luôn nữa à. Nhà con Thoa gì đó ở đâu? Nó ở phòng số 13 bên đi Nam Ngọc, cũng ở trong quận này nè. Được rồi, canh giờ anh ở đó, chị cứ nhờ thừa phát lại đến lập gì bằng. Tôi khỏi phải mang tiếng dòng ân bội nghĩa. Trận này tôi cho ổng chết luôn. Tôi nhất định làm thiệt mà. Thôi tôi về nghe chú ơi. Về rồi hả? Chỉ nhờ mình chuyện gì đó? Anh hai anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, ông già vậy mà còn sanh tật ha? Thì già mới sanh tật chứ mấy người trẻ thì sao? Vậy chứ hồi đó thời còn trẻ ông cũng vậy. Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì nữa? Tôi không nhắc ông cũng nhớ vậy. Đó, chiếc cà rá chữ HL. Còn nó HL là tên của ai? Phải Hương Lan, Hương Lan không? Ôi, đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái đi hết đi. Thế mỗi lần tôi nói động tới nó thì ông nhắc như cũ. Ông á, đàn ông mà ông hẹp hòi lắm. Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ngô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ thời gian người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời Tĩnh Long Hồ. Tôi về Mỹ ngót 20 năm vô bề, tôi không hề được tin tức của người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Tại đâu khi xuồng vừa tách bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử. Ông nhắc thì thôi, nhắc làm tôi khổ lắm mong mà. Hồi ông say mê nó vì quá nghèo quá khổ, tôi phải xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới xuống nông chung định để
thương không đồng, kiếm quyến ăn trai nhàn lòng, lìa tia quen chậu mà vợ chồng sống vội quên nơi. Con câu đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ông cứ nhắc tình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ, một thằng nhân với thằng liêu sướng lắm sao? Sướng thì thằng liêu nó học chết. Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tuổi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè, chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào, sống có được ăn no, chết có yên mồ ma. Trong khi ba của nó lên xe xuống, một con ông cò, hai con ông cò, ôi ông cò cũng là người cầm cân nảy mực. Nhưng mà đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngón ngang tâm sự trăm triệu. Ai biểu ông tạo ra gì? Bà ghen thét rồi, tôi muốn đâm đầu tôi vô vô. Vô vô gì? Vô bà thứ ba nữa. Có bà còn ghen với má An không cho biết hả? Ừ. Con nào mà ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Trời ơi, ông Minh nó hoài à. Tôi tự giận tôi chết cho ông coi. Giao đâu rồi, giao đâu? Chết giao chi, nó bày nhầy lắm. Súng nè. Ông bán đi. Bà thách sao? Tôi bắn vô màn tàn bàn cái cho bà biết thôi. Một, hai, bùng. Ông mắc dịch. Kìa có khách kìa. Bà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục nghe nữa. Thôi mà ông, tôi đi à. Ai mới gõ cửa đó? Mời vào. Chào ông. Chào cô. Mời cô ngồi. Xin lỗi, tôi nhận được thơ của ông Sa hẹn tôi đến đây, mà không biết tôi có vô làm nhà không. Không, cô vô đúng. Ông mời tôi chứ không phải ông Sa mời tôi sao? Như vậy tức là cô đã quen với ông Sa. Vâng. Cô là bạn của ông. Vâng. Còn ông là chi không Sa? Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô đến. Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi hay không? Không. Ừ? Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải ông nhân danh ông. Đúng. Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là... Là bạn của bạn cô. Xin ông vào chuyện. Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi với cô khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác. Xin ông chớ bận tâm rào đó, tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng nghe. Vậy tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết gia đình của ông sao? Ông có một vợ và bốn con. Thật lòng mong làm ích lợi cho đôi bên. Cái việc đầu tiên là cô nên rời khỏi nơi cư trú, còn chuyện này mới đang nói. Cô đừng nên gặp gỡ ông Sang. Tại sao ông cứ mãi dài dòng? Hâm dọa cô có ích lợi gì mà có lẽ còn làm khổ cho bà sao? Tôi không sợ một áp lực nào, tôi yêu thì cứ việc yêu.
Sự thật là cô đâu có yêu ông Sa. Đúng, ai nói ông biết? Bà Sa, cô chỉ lợi dụng ông Sa như cô lợi dụng bao nhiêu người khác. Sự lợi dụng đó, sự lộ lã về người con gái. Ai nói với ông? Bà Sa. Phải, tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm gì tôi? Ai làm cái gì tôi? Không ai làm gì cô à. Nhưng cái sông đó là cái sông của một con đế kia. Ông nói ai? Là thế nào xin nói lại? Tôi với ông không quán thù, không quen thuộc. Sao bỗng dưng ông nói nặng lời với tôi? Xin lỗi cô, tôi nóng nảy nặng lời, thật vô lý quá thôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô, nhưng tôi vẫn giữ lời tuyên đối với cô. Vì cô trẻ đẹp thì chẳng thiếu gì nơi, cô chọn làm chồng để nương tựa yên thân, việc chi phải chen vào phá hạnh phúc của người ta. Có nhiều sự việc mà ông còn không hiểu được đâu, và hiện giờ tôi không tiện nói ra. Tôi cũng chẳng hề muốn cưỡng ép cô đâu. Tôi cũng thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ thì tôi xin cứu được chứ. Cô Thoa, quê hương cô ở đâu? Dạ, tôi sinh ở Vĩnh Long. Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tôi đôi mắt của một người. Một người bạn thuở xuân xanh, đã cùng với tôi chia sớt nỗi buồn vui. Tình nặng nghĩa sâu, tưởng đâu là không thể phôi pha, nợ đâu lại chia xa. Rồi hoàn cảnh cách nhau, mặt tình cá nhà. Ông nói như nhắc nhở một nhân tình, giọng của ông nghe cảm động chân thành. Thấy ông cò đình đùa cợt dưới thoa, như mấy ông già thoa đã biết qua. Những kỷ niệm xưa không thể phai mờ, tôi còn ghi nhớ mãi đến giờ. Tôi nhắc lại đây với tấm lòng chân thật, chứ không thể đùa cợt với cô đâu. Vậy thì tôi thành thật cảm ơn ông. Cô chỉ đang tuổi con tôi thôi. Dạ. À quên, bây giờ thì cô về đi. Ông mời tôi đến chỉ có thế thôi à? Giờ xong rồi. Chào ông. Ba, nên sao ba về sớm vậy ba? Sao mày về giờ này? Thưa ba, nay con cúc cô hả? Thi hai năm rồi mà không đậu tú tài hai, mà mày cứ lo chơi bời lêu lỏng. Tao làm cò, má mày vô bài. Mày định làm vô đáng phải không? Giờ đâu có ba. Thôi, lại hút thuốc bao xanh nữa. Bụi đời dữ ha. Không biết mày học hành nó ra sao, mà thi thì trót vỏ chui cho đến hai kỳ, mà mày không biết hẹn hay sao. Mày đã phí công lao, tao phải tốn hao bạc tiền. Nào là tiền tường, tiền giấy, tiền mực, sách vở mày muốn để học. Tiền xăng nhất gió ruột với sữa xe, giải ti xì nề cũng như bánh quà. Dạ thưa ba, đó cũng tại số phận, chứ đi thi thì ai mà muốn rớt. Con đâu có quá ngu khờ
làm sao mà con thi rớt thỉa những hai keo. Con cũng thẹn mình làm ăn tú tài một thâm niên. Năm nay con hứa là con chịu khó học môn và luyện thi cho lỡ mặt với bạn bè. Con quyết định rồi, con phải lăng thi cho đậu chứ rớt hoài ấy con cũng ngượng. Nếu rớt riết chắc mày phải mua cặp tiền tăng để mang vào, rồi mỗi bữa là gà trước cổng đại học nào đó để cho họ tưởng mình là sinh viên ưu tú. Mày phải ráng sao cho tới ngày đám cưới, anh Kim Sa vui vẻ mà chán con và con hỏng nó cũng hỏng chê. Vậy nhưng mà con có thương yêu gì nhỏ đó đâu, con sợ nó chê nó khen con. Hả? Mày nói sao? Dạ con xin lỗi ba. Dạ thưa ba, con lớn rồi ba. Cái chuyện vợ con của con muốn xin ba mái để cho con tự lo liệu lấy à. Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình bên vợ, cũng như con không thể cưới một người con gái mà con chẳng mến chẳng yêu. Vậy con xin ba hãy để cho con có quyền lựa chọn, dù sự lựa chọn kia có đưa con vào cuối ngõ tình yêu phủ kinh mây mù. Con cũng chấp nhận cho con một cuộc sống thương sâu, dù hiện tại của con mịt mù đen tối chưa chút gì thành đạt. Con cũng biết ngày mai cuộc đời của con sẽ ra sao, nhưng tình cảm của con đã bắt đầu xáo trộn từ khi con vừa gặp được người con gái ấy. Niềm luyến lưu bỗng nghĩ khơi dậy trong lòng. Tao không phải là người hữu lậu bắt buộc mày phải dừng theo ý của tao, nhưng ít ra mày cũng phải chọn lựa cho nó kỹ càng để ngày sau mày khỏi phải ân hận. Dạ kính thưa ba. Ba, theo con nghĩ với người tình cảm thì không có gì phải ân hận. Con đã nhiều lần tự hỏi lòng con và con biết mình đã yêu chân thành tha thiết, đó là điều quan trọng của tuổi trẻ hôm nay. Nếu mai sau con có bị bỏ rơi hay một hoàn cảnh khắc khe nào chia cách thì con cũng không có gì buồn đau, tự hối và xem như một thử thách tuyệt vời. Con biết vì thương con mà ba quá nhiều lo lắng làm cho con thêm xúc động phân vân. Nếu cuộc tình kia nửa chừng gãy đổ, chính con làm ba phải buồn khổ thêm. Được rồi, mày thương ai mày cứ nói. Con nhỏ đó tên gì? Dạ tên Kim Thoa. Hả? Thoa nào? Không phải Thoa ở phòng 13 với Đinh Nam Ngọc mày. Dạ con cũng biết nữa. Cô Thoa này hồi trước làm thư ký cho hả Kim Sa ba. Rồi sau đó Thôi. Anh đã nói là một cục nỉ. Ba nói sao? Tao nói nó là một con đĩ. Trời, có thật thế không ba? Ồ kìa em Thoa. Anh mua cho một cái nho và hai cái bom đi nè. Cảm ơn, tôi không cần những thứ đó. Bộ bít cúp này cơm lê 30 mấy ngàn, anh mua được tặng em, tốt lắm. Hai phải Estadio. Tốt xấu gì mà kệ ông chứ. Phòng này đâu có phải là nhà riêng của tôi. Các ông muốn trưng dọn cái chỗ truy quan của các ông mà bảo là tặng cho tôi hả? Thật là mai mỉa. Thì anh tưởng lúc buồn em nghe nhạc cũng khuây khỏa chứ. Ông lầm rồi ông Sự à.
Lúc buồn người ta cần yên lặng, cũng như lúc bực bội người ta cần cô đơn. À, té ra anh đang bực phải không? Đúng. Dạ tôi bực bội vì thấy mặt ông á. Ủa sao vậy Thoa? Ông im đi, tôi hỏi ông vậy chứ tại sao? Hai tháng nay mấy người kia mất dạng, mà chỉ còn một mình ông lộn xộn. Đến phòng này để nói chuyện vu vơ. Bởi những người kia không thật giả yêu Thoa, họ chỉ muốn được hướng mùi hoa, rồi phụ phàng chất cánh bay xa. Còn anh một lòng chân thật yêu Thoa và muốn được cho Thoa yêu, dầu ngày nhọc tâm khổ trí bao nhiêu, Thoa nghe lên trời anh cũng biết bay theo. Thì ra ông trường mặt với uy lực của ông, ông ngăn cấm những người kia để tôi thuộc về của riêng một mình ông. Đâu có. Ông già nào muốn chiếm đoạt tình yêu của các cô gái trẻ đó thì cũng đều đem kinh nghiệm ra để mà dụ dỗ, nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra để mà lấn lướt bọn thanh niên. Dù cho bây giờ ông có nói cái gì đi nữa tôi cũng không có tin ông đâu. Ông đừng có nói nữa mất công lắm. Thôi ông đi đi. Ông đi đi ông ơi, ông về đi. Ông nghe chưa? Hai tiếng ân tình nhạc trên đôi môi. Phục người đẹp á là nó để cho bạn bè nó phục tài chim gái của nó thôi à. Đó là những thằng tồi mà. Nhưng mà trời ơi. Ở kia em sao vậy em? Ủa mày là ai mày? Nãy giờ ông nhục mạ bọn thanh niên nhiều quá rồi nha, ông còn muốn gì nữa đây? Mà nè, ái tình của ông là cái loại ái tình sắp xuống quyệt rồi đó. Và mày đặt yêu gái tơ. Dạ mà yêu gái tơ coi chừng có ngày tán gia bại sản chứ phải chuyện chơi đâu à. Mày là thằng nào mà giờ đây mà lộn xộn như mày? Ông lộn xộn tôi gọi vợ ông đến đây bây giờ. Ê đừng giỡn với mày. Được rồi ông ngồi đây đợi tôi. Ê thôi mày để tao đi, mày làm gì dữ vậy mày? Em Thoa, anh vẫn yêu em nhưng mà anh kẹt rồi em à. Thôi anh đi nghe ông Thoa.
Anh Nhân, làm sao anh biết em ở đây? Anh nghe ba anh nói. Ba anh? Nhưng ba của anh là ai? Là chủ cái căn nhà mà hồi sáng em đến đó. Thì ra anh là con trai của ông cảnh sát trưởng. Phải. Nhưng ba anh đã nói gì với anh về em? Ba anh nói, ba anh cho anh biết em là, em là một con đĩ. Phải rồi. Dù em không nên nổi tội tàn bể rồi, nhưng em cũng là một cô gái cho thuê xác thịt, loại gái bao của những kẻ thừa tiền máu sắc. Qua, tại sao em lại hành động như thế chứ? Anh là lý trung nhân của cô Hồng, mà cô Hồng là con gái của ông kiểm soát. Cô ấy đã ghen với em và đuổi em ra khỏi hãng. Trong lúc mẹ em đang đau nặng mà em lại chẳng có tiền. Thì tại sao em không cho anh biết để anh có thể giúp em được cái gì hay không? Em biết anh còn đi học, anh phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình. Làm sao anh có thể giúp em cho được? Trong lúc em chỉ có đôi tay mềm yếu mà phải nuôi sống một gia đình. Có một người mẹ đang quằn quại trong dưỡng đường bởi lao phổi kinh niên, và một đứa em còn vui với đời học sinh. Nào tiền sách, tiền trường và tiền thang thuốc của mẹ em. Chỉ vì thế mà em nỡ nghi gạt bỏ đi một tấm lòng đi bán rẻ cuộc đời cho kẻ khác mua vui. Trời ơi, tôi vô cùng hối hận đã đem tâm chân tình vùi xuống vũng bùn mà cứ tưởng lầm là vườn hoa thơm. Sau khi em bị đuổi việc, ông Kim Sa có cho em một số tiền và chở mẹ em vào nằm điều trị ở nhà thương Đồn Đốc. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại nhận lãnh sự bố đức thi ân. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ về, vừa ra khỏi nhà thương thì gió cuối thu dậy cơn thịnh nộ, và trận mưa cuối mùa ào ác trùm lên thành phố, làm cho con chim nhỏ gãi cánh đoan trinh phải rơi vào vũng lầy tối lôi của một ông chủ giàu sáng thừa của dư tiền. Đêm mấy người ta đem tôi lên lầu cáo bồi hỏi một cuộc sống tiền. Tôi đau buồn lệ tuôn rưng rưng, đã trót lỡ rồi chỉ còn có khóc mà thôi. Từ đó mặt ở nơi này ngày hai bữa, tôi đến đây như một người đi làm tư sở, đêm đêm lừa dối mẹ ôm sách vào đây để cho giải thể xác trong bao nhục âm thầm. Loài bơ vơ đêm đêm nằm nghe phút giây ê chề, ai hay nỗi niềm cay đắng trôi qua những ngày xuân thắm, tình yêu dâng nước đàn con tim. Em cố quên đời mà lòng khôn nguôi, đêm đêm nằm nghe tiếng
đời này người khác đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất. Tại sao người ta không nhìn nhận đó là do tâm lý đốn nạt của con người? Em đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng diễn cái trò đau đớn trước mặt anh. Em cứ an tâm đi lên chân ngã rồi thì em hãy nhớ ngày nay em vừa quăng bỏ đi một tâm chân tình. Anh Nhân, anh hãy mắng chửi em nữa đi, mắng chửi em cho thật nhiều đi. Nhưng với cái sống hiện tại này em, dù cái sống hiện tại của cô được che đậy bằng hình thức nào đi chăng nữa thì cô vẫn là cô gái mãi dâm. Anh Nhân thua. Anh thành thật xin lỗi em, cũng chỉ vì quá yêu em nên anh đã nặng lời. Cảm ơn những lời an ủi sau cùng của anh. Thôi, anh tha thứ cho em tất cả. Em hãy rời bỏ căn phòng ô nhục này để về với anh em. Người đàn ông rất dễ tha thứ nhưng cũng rất dễ nhớ lại dị vãng của vợ mình. Xin anh hãy để cho em sống bằng kỷ niệm đẹp của hai ta. Nghe anh, để mình em ngồi đây sống lại với kỷ niệm xưa, những gì em yêu dấu bây giờ đã xa xôi rồi. Tình đầu như bóng mây cùng hút cuối chân trời, ngàn đời không mơ. Cháu là Nhân, con cũng còn Hương à. Khỏi giới thiệu. Ban đêm ban hôm mày đến đây làm gì vậy? Thì bác cho đến đây để để làm gì? Dạ. Ủa mà còn bác, để chứ đêm hôm giờ bác đến đây làm chi vậy? Thì tao đến đây là để làm gì kể tao mày. Mày quen với cô Thoa này hồi nào? Dạ cháu quen với Thoa khi cổ còn giữ chức thơ ký trong hàng Kim Sa. Mày quen lâu dữ vậy sao mày? À, bác đã giới thiệu Thoa là thơ ký riêng và là cháu họ, dù là hai người hay họ. Dù chẳng biết đến bây giờ cổ vẫn còn là cháu như thường hay là đã lên chức khác hơn ngày xưa. Sao cứ hỏi cái chuyện không đâu, bộ mày quên rằng tao đây là nhạc gia. Tôi còn đi học chưa hề cưới vợ. À, mày sắp cưới con Hồng phải không mày? Ủa, nhưng mà con Hồng là cô nào? Ê, mày nói chuyện gì đâu đâu không vậy mày? Khỏi hỏi. À, mày xỏ tao phải không thằng khốn nạn? Khỏi chửi.
đi. Mày ra khỏi chỗ này ngay. Khỏi đuổi. Gãy lên đầu mày. Khỏi đánh. Bác định đánh tôi không? Bác định đánh. Được rồi, tôi về tôi cho bác hay liền. Nhân, tao chưa đánh nghe mày. Trời ơi, thiệt là thằng rể trời đánh mà. Khỏi sợ. Trời, tôi nói vậy chứ tôi không có về, tôi mát bả đâu có đừng sợ. Trời ơi, nó đứng ngoài ngõ nó la nè, trời ơi. Ê, mà non mét đỡ. Thôi, ông về đi. Đừng có để vợ ông tới đây bất tiện lắm, phiền lắm. Gì mà bất tiện lắm. Mà vợ anh không bao giờ tới đây đâu. Bà ấy sẽ tới, không chừng có thừa phát lại về cảnh sát nữa. Tôi nói không về, tôi nói không về. Tôi đã lỡ yêu em rồi. Xe 10 bánh, xe hủ lô, xe cần câu gì tôi cũng không sợ nữa. Huống hồ gì là cảnh sát. Trời. Ê, mở cửa, mở cửa. À, ai gõ cửa đó? Nè, bạn bè đừng phá nhau nữa nghe không? Chúng tôi là cảnh sát. Nhân cái gì? Nhân đó mày. Phá tao, tao giết mày à. Không có phá nghe nhanh. Chúng tôi là cảnh sát. Xin chủ nhà mở cửa cho xét tất cả gia đình. Trời đất, cảnh sát em ơi. Sao bây giờ em ơi? Ông cứ mở cửa cho nhà chức trách vô chứ sao? Chắc là có cả vợ của ông nữa đó. Thần thần ơi, có bà. Trời đất ơi, bà tới đây cũng chết nữa. Khoa ơi, em mở cửa anh đi trốn em ơi. Vậy mà cũng quan quan cái miệng là anh không bao giờ sợ ai hết, là anh sẽ yêu em suốt đời, là anh sẽ bỏ vợ. Dạ thưa, mời các ông chồng. Ông đâu rồi? Ông trốn đâu rồi? Mày em giấu chồng bà đâu? Mày giật chồng bà, tao xé xác mày, tao xé xác cho mày biết nha. Thưa bà không được quyền đánh cô này. Tại sao vậy? Tại sao kia? Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải đợi pháp luật phân xử. Ông thừa phát lại đâu rồi? Ổng này nè, ổng rồi, ổng đây nè. Sao bà nắm đầu tôi? Tôi là chồng bà đi chứ ổng nào? Đâu con thừa phát lại nè, buông ra bà ơi. Trời ơi, tội nghiệp, buông tôi ra bà ơi, trời đau lắm. Buông, không buông. Trời ơi. Bắt ông tại tận đó, ông còn chối cãi nữa hả? Thôi, vậy mà đổ thừa tôi là bài bản hết tiền chứ. Tôi quyết tôi đã ai ra đình cảnh sát. Tội nghiệp tôi. Có tận đàng hoàng, ông còn chối cãi nữa hay thôi. Giả xin lấy thầy cầm đầu bỏ lại giùm tôi đấy. Ui mà bà, tội nghiệp mà, tôi đã biết lỗi của tôi. Tôi hỏi còn lỗi của bà có biết hay không chứ? Tôi là cảnh sát, bà có sung sướng gì? Rốt cuộc rồi đều nhục nhã như nhau. Ai nhục rồi ông sao biết? Ông thừa phát lại, nhờ ông lập di bằng. Tôi nhất định làm tới cùng mà. Xin cô cho xem tờ khai gia đình. Tôi không có tờ khai gia đình. Xin cô cho xem căn cước. Dạ, thưa đây. Lê Thị Trường An, tên cô đẹp quá. Tên đẹp mà đi làm bỉ. Bà không được nặng lời với tôi. Bà thử hỏi chồng bà đã quỳ với chân con bỉ này bao nhiêu lần để cầu xin chút tình giả vui. Đổ thứ già dê. Nhưng cũng là chồng của bà, và đã bảo cho bà đầy đủ tư cách của một bà chủ hãng. Nè nè, mày đừng có làm quách tao nha. Rồi bà dám làm gì tôi không? Rồi sao biết. Bắt bà đó. Thôi, cho tôi ca đi. Giờ xin mời tất cả về đi cảnh sát. Cho mời ông Kim Sa và cô Thoa với phòng giam lên cho tôi. Cho ông Sa vô trước. Dạ. Ông Cò cho gọi tôi. Ngồi nói chuyện với anh. Dạ được, ông Cò cho tôi đứng được rồi. Dầu gì tôi với anh cũng còn tình nghĩa chứ. Ơn của anh tôi đâu có quên. Thôi, ơn nghĩa gì ông Cò. Ông Cò cứ việc quên đi. Nhân nghĩa đời nay như khốn khổ. Tôi khổ lắm anh Sa. Người ta có một lương tâm mà người ta còn khổ. Hú hồ chi tôi lại có hai lương tâm. Lương tâm một con người và lương tâm của một chức nghiệp. Rồi ông Cò xài với tôi bằng thứ lương tâm nào? Nãy giờ tôi gỡ lon ra là để xử sự với anh bằng tình thân hữu. Và sau đó thì với lương tâm của một người cảnh sát, không được sống riêng tư trong tình cảm. Khi đối diện với lương tâm mới thấy khổ vô cùng. Xin ông Cò đừng thắc mắc băn khoăn mà phải lấy đức lương tâm. Mình hãy xem nhau như xa lạ và cứ việc ghé kinh tôi. Anh cho tôi cư xử vuông tròn để không tự hối về sau. Đó là bổn phận
tên của ông còn, tôi không có ý kiến gì đâu. Thầy thẩm sát, yeah. Mời ông Sara đưa cô Tha vào. Yeah, mời ông. Bạn bè, bạn bè không nản. Mời ông ra. Mời cô Tha vào. Chào ông cảnh sát trưởng. Mời cô Tha ngồi. Dạ cảm ơn ông. Cô thấy gia đình người ta tan nát chưa? Cô thấy hậu quả của sự gàn bướng của cô hồi sớm mai chưa? Cô thấy cái tương lai mù mịt của cô chưa? Dạ thấy. Trước bây giờ cô có bị vô bót hoặc ra tòa với tư cách bị cáo một lần nào chưa? Dạ chưa. Nói thiệt hay nói dối? Nếu ông không tin thì cho phép tôi miễn trả lời. Tôi hỏi để biết ngoài cái tội phạm gian cô còn có thể bị buộc về tội gì khác nữa. Vì cô còn phải chịu lục hình, sao cô lại dám cứng đầu cứng cổ với tôi? Trong khi tôi đứng mà cô lại ngang nhiên ngồi. Nếu ngồi mà tôi phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Khi tôi tới đây tôi đứng, chính ông đã mời ngồi. Bây giờ ông bắt lỗi là ý nghĩa làm sao? Chắc ở trong gia đình cô là một đứa con mất dạy. Đúng, vì cha tôi đã mất lâu rồi. Nhưng tôi xem cô đã từng trải với đời. Vì từng trải với đời mà tôi trở thành kẻ khó thương. Nghe cô nói mà tôi ngăn dùm cho tuổi trẻ. Hiểu biết chẳng bao nhiêu mà lại lắm đều. Nếu ông không có gì để giúp đỡ được tôi thì xin hãy cho tôi xuống tam cho rồi. Không lẽ ở đây mà nói qua nói lại làm cho ông thêm bực bội chứ chẳng ít lời gì. Được rồi, nếu cô muốn dội dã ngồi tù thì tôi sẵn sàng làm vừa ý của ngài. Cha mẹ cô tên gì? Điều tra viên đã lấy khẩu cung của tôi rồi. Ông cảnh sát trưởng cảm phiền xem lại. Nhưng tôi bắt buộc cô nói được không? Cô đừng trở chân cứng đầu với tôi. Không phải trở chân, mà tại vì cuộc đời tôi đã quá bẩn thỉu. Làm xấu lấy đất ngoài đất sinh tồn. Can đảm nào mà tôi dám nhấc chân. Cô nói như là đứa con chí hiếu chí tình. Nhưng tiếc cho cô chẳng xét suy. Lại chọn sai đường để bây giờ thấy thẹn và hối hận năm. Tôi chẳng tiếc thân mà cũng không thẹn cho mình. Bây giờ ở đây, cô cứ nói tên ba má cô thì tôi biết cũng chẳng sao mà. Ông bắt buộc tôi cắn lưỡi tôi chết bây giờ. Ây đừng. Cô tên gì? Dạ, tên ai? Bộ cô díu cho tôi sao chứ? Cô tưởng tôi không nhớ cô tên là Thoa hay sao? Có chừng cho anh bà tay bây giờ. Dạ, tôi tên Thoa. Có anh em gì không? Dạ, tôi chỉ có một đứa em trai. Tên? Hồ. Họ? Lê. Lê Văn Hồ hả? Dạ không, Lê Long Hồ. Lê Long Hồ? Còn cô tên gì? Cô tên gì? Dạ tên Thoa. Bộ cô diễu với tôi sao chứ? Hồi nãy cô nói với tôi cô tên là An, sao bây giờ lại là Thoa? Tên thật của cô là gì? Là gì? Nói mau cho tôi nghe. Tên tôi là Lê Tử Trường An, sinh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long. Hả? Tân Ngãi, Võ Trường An. Cô đây là con của ông giáo. Dạ, ông giáo Nguyễn Văn Ư. Dạ phải Lê Thị Lan. Dạ phải rồi bác ơi. Bác nói trúng tên má cháu. Hồi sáng bác có nói bác quen với người ở Vĩnh Long mà. Gì
bác đây là bản thân của ba má cháu. Anh hồi nhỏ cháu qua một lúc rồi bên mi mắt tay tay mà bây giờ có còn không? Dạ, dạ đây nè bác. Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm nay ba bác không có về tân ngày, không về đưa con gái ngày xưa đã qua thời thơ, dạy nó như là hạt bụi lao vào cơn trốc xoay của đô thành. Cũng tại vì ba của cháu là kẻ bạc tình nên mẹ con cháu giờ đây mới trôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gánh hay con vì không quen cái chuyện tay chân cực khổ nên mẹ cháu mới lâm vòng vĩnh quán còn như con gái mà ngày xưa anh cưng như ngọc như vàng, mà giờ đây đã quen cùng sương. Bằng bác ở đâu, có lẽ định mạng của mỗi người đều do trời cao sắp đặt, cho nên khi lúc rồi thương phu tích lệ kia là để bao trước những cơn bão ta trong đời. Ôi, má của cháu còn đó mà ba của cháu cũng ở tại tại đâu? Hoàn cảnh đã làm cho người cha chia lìa tình phụ tử, đồng tiền đã cướp của đứa con ghê cái gì nó dừng giữ thiên liêng. Năm nay đã 22 tuổi rồi. Dạ, sao bác nhớ rành quá vậy? Không rành sao được. Nè, bác hỏi thiệt, mà con cũng phải trả lời cho thật tình. Mối tình của con với thằng Nhân nó có vượt ra ngoài vòng lễ giao hay không? Dạ không, bác nên tin cháu. Em con nó học tới đâu rồi? Dạ, năm nay nó thi tú tài toàn phần. Con lo cho nó ăn học đó. Dạ. Làm cha mà như thiệt là nhục. Bác sẽ lo cho cháu tất cả, hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao mà.
bác phải đi thăm ma cháu. Anh ra không? Tôi bắn bây giờ. Cái gì đó? Dạ, có anh này cứ đòi vô gặp chị ảnh. Ồ, cái gì vậy? Chị hai má về rồi. Thằng Hồ đó hả? Cho nó vô đây. Dạ, anh vô đi. Biểu coi Hồ, cháu đi đâu đây? Má cháu về đâu? Dạ, dạ thưa ông cảnh sát trưởng. Dạ, má cháu rời bệnh viện. Má cháu về nhà. Dạ, má cháu xin về. Hồ, sao biết chị hai ở đây? Dạ, có người quen nói thấy xe chở chị vô bóp. Má hay không? Không. Em với thằng Hồ ở đây đợi ba á bác về thay quần áo. Cái bác đi thăm má cháu. Nè, để hai đứa nó ở đây đợi tôi nha. Dạ. Nè, 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 nè. Hai đứa ở đây đợi ba nghe không? Sao nói đợi ba nghe? Đợi ba chứ đợi ba gì? Em nghe đợi ba rõ ràng mà. Ừ, chắc ổng nói lộn á. Chị hai, sao chị bị bắt vậy? Chị bị bắt vì tội gì vậy? Có làm chánh trị không? Có ăn trộm ăn cắp không? Chị bị bắt vì tội gì? Sao chị nín thinh vậy? Hồ, má gần chết rồi đó. Cái gì chị cứ nói thẳng ra đi, chị đừng có giấu nữa. Chị bị bắt về tội xấu lắm em mà. Hả? Tội gì mà xấu? Có phải là tội mãi dâm không chị hai? Phải không chị hai? Hả? Cũng gần như vậy. Hả? Chị hai. Hồ. Chị hai. Cây cỏ được tươi tốt là nhờ người ta tưới nước dung phân. Còn cuộc đời của tôi được săn tươi là nhờ tươi bằng việc làm tối tha của chị đó chị hai. Tôi không cần đâu. Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ xé nát cái bằng cấp của tôi như hủy hoại một công trình khổ nhọc. Để cho chị đừng vì má và tôi mà phải xa chân trong nhục nhã ấy. Chị hai ơi, tôi không muốn chị mang tiếng nói giọng cười để đánh đổi hàng trăm hàng chục bạc cho tôi sống đầy đủ ấm no. Chị ơi, má mà biết được việc này má sẽ không còn ham sống nữa. Và tôi cũng không còn yên vui cùng sắp vỡ khi biết chị mình là một cô gái giang hồ. Hồ ơi, tính em mà em không còn kinh dễ chị. Em có biết chị khổ nhọc đến mức nào không hả Hồ? Chị hai ơi, thà rằng mình nghèo khó như những ngày sống quê ngoài Vĩnh Long, sẽ đi bán bánh mì để kiếm lời từng đồng từng cắt bạc. Khi mùa mưa nước ngập tràn đồng, chỉ đi câu cá rô ngoài bờ ruộng. Cuộc sống tuy nghèo nàn thiếu thốn nhưng lại ấm êm trong mái lá cờ. Sớm mộc mạc nhưng tâm hồn mình giữ được thanh cao. Cho sông phấn lụa là của đô thị, dễ đưa con người vào hố thâm vực sâu. Thôi Hồ, chuyện đã lỡ hết rồi em. Chị làm sao đó chị làm, tôi không cần gì hết. Tôi về đây. Hồ ơi, trở lại đây, chị dẫn chuyến này nè.
má. Má con về đó hả Long Hồ? Dạ. Má ở đâu vậy má? Má muốn lấy gì để con lấy cho má? Má lau tấm hình. Hình cũ xì, má có lau hoài nó cũng cũ rồi má. Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Nè cái bình dưỡng khí nè, má hít cho khỏe rồi má. Má đã khỏe rồi con à. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Dạ, con có lại đằng Hãn á. Thì nghe Hãn nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chỉ mới theo bà chú Hãn ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chú lo, từ tiền ăn tiền giặt giành lẫn tiền phòng. Tiền lương còn được lần gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà nó không đem theo áo quần để mặc? Con gái chứ đâu có phải là con trai mà nói đi là nó đi gấp đi liền vậy chứ. Thiệt quả là cứ đồ con hư thân mà. Thôi má, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mày sẵn thiếu gì, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì. Hoặc là bà chủ đó má, bà sẽ mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi. Dạ. Cái bình dưỡng khí đó con mua bao nhiêu tiền vậy? Dạ con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng đó má. Thứ 3.000 đồng? Dạ. Tiền ở đâu con có? Dạ tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, như lệ tiền vốn bán bánh mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ một mai mà má chết rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đốt rọi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thuở còn xưng cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng Tân Ngãi, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cư người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi băng chui chân. Nhiều bữa trời mưa băng ơi thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn. Con nhớ hồi đi thi trên trường tình, con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi vô cùng lỗi bộ dắt con đi. Dưới ánh trăng kia tiếng gà gái sáng, mẹ hiền ru văng vẳng. Hò dĩ dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ Tết quá vừa nghe bàn tiếng lê lòng hồn. Mà reo lên con tôi
lại ôm con mà ôm mà khóc. Sự mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào môi rung rung má bảo, nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng. Mà má cũng được ba con khen tặng là khéo dặn con đến đỗ đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má lại khen và nói, sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con, chị đã như thế nào con? Đã sao con tức chị quá má, con ghét chị rồi đó. Kìa Lâm Hồ con, con nói như vậy sao chứ phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa con phải bú sữa bò hiểu con chứ. Có lần nó thèm sữa quá nên nó giật chai sữa của con, rồi nó mới chung vô trong kẹt tủ. Con mới khóc ré lên. Má hay được và chỉ Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con cao chai sữa cho má và miếu máu nói rằng con thèm quá nên mới bú kính của em con một chút rồi con trả lại. Chứ má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng biết cái thương em. Con xin lỗi má, con nói vậy chứ con thương chị hai con lắm. Ơ kìa, chị hai đi về kìa má. Chị đi với ông khách, ông em bà chủ hãng. Để con đi hút thuốc cho má rồi má. Chị hai, chị đi nấu nước đi chị hai. À, con An xuống bếp lo nấu nước để pha trà để đãi khách như con. Mình, chào bà. Dạ chào ông. Dạ mời ông ngồi. Xin lỗi tôi vô ý không thấy. Bà cứ tự nhiên. Tôi là em của bà chủ hãng chỗ cháu An làm việc. Vậy à, xin lỗi tại tôi không biết đó. Chị Lan. Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Ông là ai? Tôi là thầy Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó. À, thầy Ký Thu, bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây mà. Vậy mà tôi quên mất đó mà. Hồi đó hình như thầy đổi về Mỹ Tho mà. Phải, hồi đó tôi đổi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Giáo Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời hai đứa con. Trai tên Long Hồ, còn gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đang mặt là một người vợ hiền, đã kiên tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Thank you.
không phải vậy đâu chị Lan à. Anh vẫn thương nhớ chị và hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tản cư, anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tản cư, anh hỏi thăm thì không ai biết được. Chị bồng con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh vẫn đang tìm. Mà chị thì biết tích vắng tâm, anh thường nhắc nhở chị với hai con. Nỗi nhớ thương dằn dặt suốt 20 năm dài, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược gửi hồn về tận đâu đâu. Hồi đó lại nhà tôi chơi, thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận giải gì không thầy? Đi giải thì anh thường thường bận cái so săn tung, còn ở nhà thì luôn luôn là bộ bà ba lũa lèo. Đây, bộ bà ba lũa lèo mà chồng của tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng anh bận là buổi tối, mà sáng ra anh ra bến Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Tho. Hơi hám của chồng tôi còn giữ tới bây giờ. Hễ cứ mỗi lần trở xuân, thở còn xuân ngôi đẹp đẽ vô cùng. Thương cho tâm tình của người yêu tâm mặn, mang khổ đau im mà lặng cắn răng con suốt 20 năm trường. Xin lễ năm xưa chẳng nở trang, cũng không tóc lụa vương hàng. Đến tận cuối ngày tàn bài cây khô, vẫn còn vô. Những kỷ vật này mà chỉ còn cất giữ cho tới ngày nay. Phải chi anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Thầy nói sao? Anh Hương đã chết rồi chị. Chồng tôi chết rồi. Phải chết. Anh chết ở bên đò Rạch Miễu.
được quê hương mở khói lửa đau binh. Trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Hãy nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba cái tiếng ba con an. Rồi một chiều kia anh xa lân trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi kỷ vật, lúc bình yên tôi đã tìm chỉ khắp tỉnh Vĩnh Long. Nay bất ngờ gặp chỉ thì kỷ vật của anh đây, chỉ hãy nhìn cho kỹ. Kìa, cha rơi bàn tay, bàn tay và mùi thơm gia đình của chồng tôi. Đây là anh mặc anh mặc quần áo mình còn sống đây sao? Phải, tôi còn sống đây, tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bên để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình trôi rời lạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lẫn khuất giữa sông đây. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lặng đặng trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm. Trường tôi gai rứt trong tim, không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương. Hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca, mà trời cao cùng dân bạc tinh hồng. Hồi đó chờ mình mỏi mòn không được, được lĩnh tản cư tôi phải dắt con xuống miệt cảnh. Lúc hồi cư tôi trở về ở gian nhà cũ mấy năm, không của mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giáng dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Trưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ đi con ăn, tôi cũng nghe văng văng tiếng người hàng xóm hát ru con. Là con chim dương nghe ở vùng băng tuyết, sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đất cất cánh bay xa vào trong sương gió mịt mùng.
chim mới ở vậy nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng thức ăn không có, chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức, trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn dương nghe con cũng vừa lớn, nuôi canh bay cao mình ơi mình là hình ảnh con dương nghe cao đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc đàn con. Ba, Hồ con, nãy giờ con đã nghe tất cả. Gặp lại ba, con và chị con rất vui mừng và hãnh diện với đời là chúng con đã có một người cha. Nhưng từ nay con van xin ba một điều, là ba đừng tới đây và đừng gặp mặt má con nữa. Hồ con, ba không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào ba để cho ma con và hai con vất vả. Con cảm ơn ba, nhưng con sợ ba tới thì rồi má lớn cũng sẽ tìm tới đây. Mà con thì con không muốn ai nhục mạ má con cả. Hồi đó tới giờ tùy vắng mặt ba mà không ai nói năng má một lời. Má cực khó nuôi con 20 năm trời, từ thở chung con hãy còn thơ dài, nay đã nên người chúng con có thể mưu sinh. Con cuối sinh ba để chúng con tròn ước vọng làm chim tự ô tự nguyện tha môi, nuôi mẹ để tạ ơn cúc dục tay bồi. Ba thấy thẹn lòng không còn tình nghĩa với má con, với hai con ba thiếu bổn phận làm cha. Nay được gặp đây rồi lẽ nào ba lại làm ngơ. Lo cho má con luôn cả hai con để chuộc tội phần nào, cho lương tâm đừng rai rứt nữa. Chớ ba không có ý gì lê lì cho má con. Tốt hơn xin ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có. Bây giờ ba dẫn chị hai con đi đi. Chị hai con đi đâu giờ này? Con xin lỗi má, hồi nãy con nói dối. Ba con không phải là em bà chủ hãng, mà hiện giờ ba con là cảnh sát trưởng quận này. Chị hai con là người có tội và sẽ được ba giam giữ để điều tra đó. Con ăn nó phạm tội gì? Con một côi một cút mà làm gì phạm tội gì con? Má, con ăn nó phạm tội thiệt rồi mình à. Tội gì? Tội gì? Sau này mình sẽ biết. Ba, Hồ con, ba sẽ hết sức cố gắng dàn xếp với nguyên đơn để họ bãi nại mà gỡ tội cho chị con. Ba, ba không thể cho con ở lại nhà được sao ba? Ba không có cái quyền đó con à. Mình không thể nào cứu con ăn được sao mình? Thôi ba ơi, con làm tội, con xin nhận tội con. Má, ba ơi, con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ. Khi tình con mê thấy lòng nào nề
hiền thôi bước sau lo. Trì người ngay dạ thao số kia xuôi chi cánh đời bé bàng chưa vui sum họp đánh phải làm mẹ cha mà ai là chẳng thương con. Bà để thỉnh thoảng rồi tôi tính. Nãy giờ mình đã lẫn lộn lương tâm một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trường. Thôi mình hãy đem giam nó đi. Bà khổ lắm An à. Ba, con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ.